tiếp tục trận chiến giữa Homelander và những cái móng chân của anh ta trong phần thứ ba của The Boys. Mở đầu phim thì chúng ta được giới thiệu một cảnh trong phim Don of the Seven, nôm na là kiểu Avenger Assemble của cái thế giới này, với nội dung là cuộc chiến của The Seven chống lại phát xít Stormfront. Thấy người yêu bị biến thành phản diện thì Homelander không vui vẻ gì và danh tiếng của bố này cũng từ vụ này mà bị ảnh hưởng. Mức độ thảo luận bị tụt nhanh như là anh trai xây hai. Càng cay hơn khi mà Starlight với người yêu của mình là Hughie lại công khai tình cảm chiếm hết spotlight, nhưng mà Homelander vẫn phải nhịn nhục tại vì lúc này Queen May và nhóm The Boys vẫn đang giữ cái máy bay chấm MP4 và con trai của Homelander. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì nhóm The Seven và The Boys vẫn có thể đứng cùng nhau một cách đầy gượng ép. Tại buổi chiếu phim thì gặp lại Butcher. Butcher rủ Hughie đi bắt một tay siêu nhân biến chất với khả năng thu nhỏ. Thực ra là không phải rủ mà là kiểu đến xin ý kiến tại vì là cả nhóm lúc này làm việc cho chính phủ và Hughie là người ra lệnh hiện tại của cả nhóm. Hughie mong Butcher hãy truy bắt một cách mềm mỏng nhất có thể vì ai cũng biết là nếu được thả xích thì Butcher sẽ làm gì với bọn siêu anh hùng. Phi vụ thành công, cả nhóm bắt được tiền súp thu nhỏ, à, cái đoạn bắt bố này thì nên xem trực tiếp để có thể ăn cơm ngon hơn. Nhưng mà được cái là lần này bút chờ đã không xuống tay dã man như những lần trước, tại vì đang cố làm một hình mẫu tốt cho Ryan, con trai của Homelander theo lời hứa của mình với Rebecca. Ha, sang mùa 4 thế hối hận nha. Trong khi anh em đang báo sinh ra tử ngoài chiến tuyến thì Hughie lại ở nhà tận hưởng cuộc sống tuyệt vời bên cạnh Starlight. Cộng với việc công việc tốt tại cục công tác siêu nhân khiến Hughie không còn muốn ra chiến tuyến săn bắt súp cùng anh em nữa. Đúng lúc đó thì có một anh trai tên là Tony đến để gặp nghị sĩ Newman và gọi cô bằng cái tên Nadia khiến Huey bắt đầu thấy lạ về thân phận của bà chị Newman này. Một lúc sau thì Huey nhận được thông tin là tên súp thu nhỏ đã được thả ra do Stan Edgar người đứng đầu của Vought đứng ra bảo lãnh. Huey đem điều này đến nói cho Butcher thì được nghe ông anh liệt kê năm 50 cách để gọi bộ phận sinh dục tại vì cái tên súp này cả nhóm đã theo đuổi rất bất nhiều thời gian nhưng mà lại được thả một cách quá dễ dàng. Huey bắt đầu thông não chi thuật khuyên Butcher hãy dừng lại về nhà trồng rau nuôi con cho qua ngày nhưng mà Butcher không đồng ý tại vì mục đích của nhóm ban đầu là trừ gian diệt súp và cái việc này thì giống như là tốc độ hủy đơn mua sầu riêng trên mạng ấy không thể dừng lại được đặc biệt là sau tất cả những cái tội ác của Homelander Butcher càng ngày càng muốn trả thù Homelander lúc này thì đang có cuộc họp với Stan ông này đã bổ nhiệm Starlight lên làm đồng đội trưởng với Homelander tất nhiên là Homelander rất tức khi mà vị thế đứng đầu của mình bị lung lay nhưng mà nhân viên làm công ăn lương người thắc mắc cái gì thích thì tự đi mà khởi nghiệp thế nên là Homelander đành phải nín cơn giận lại và bỏ đi sau đó thì Starlight đến trường quay của American Heroes một chương trình thực tế để tuyển chọn thành viên tiếp theo của The Seven và Huey đang đứng trước nguy cơ bị NTR cực mạnh lần hai, tại vì một thí sinh tham gia cuộc thi là Supersonic, chính là tình đầu của Starlight. Hai người sau đó cũng xảy ra cãi vã khi mà Starlight kể cho Huey nghe việc mình được lên làm đồng đội trưởng của The Seven. Huey thì không mấy hài lòng, tại vì chức to đồng nghĩa với tỷ lệ tử vong cao. Homelander thì cũng không hài lòng gì và giận cá chém A Adrian A -train bây giờ thì chỉ là một cái thằng mắc bệnh tim giai đoạn cuối, nhanh thì cũng không ra nhanh mà cũng không hẳn là chậm, chỉ cố bám trụ lại The Seven để bú phim với lại đống đồ ăn free. Queen May thì đã chán chứng kiến cuồng dại tâm thần của Homelander nên đã hẹn gặp và đưa cho bút chờ hồ sơ của Soldier Boy, một siêu nhân huyền thoại cầm đầu nhóm Payback, nhóm anh hùng tiền nhiệm của The Seven, hoạt động vào những năm 80 và nếu họ có thể tìm được Soldier Boy thì có thể nhờ hắn tiêu diệt Homelander. Đầu mối duy nhất là đồng đội cũ của Soldier Boy là Crimson Countess và Gunpowder. Để giúp bút chờ thực hiện phi vụ dễ dàng hơn thì Queen May đưa cho anh vài liều hợp chất V24 giúp người dùng có thể biến thành súp tạm thời. Và bạn sẽ ngạc nhiên nếu mà tôi nói thời gian duy trì sức mạnh của hợp chất này là 24 tiếng không đoán được đúng không? Với một người ghét súp như là bút chờ thì mấy cái liều thuốc này đúng như là đưa sách theo hép cho mấy ông vót giờ nhưng mà cho thì cứ cầm tạm biết đâu xong này dùng. Homelander thì sau khi bắt nạt A Train xong đến thăm người tình cũ là Stormfront. Stormfront vẫn còn sống, cơ mà chỉ có thể quang hợp được thôi. Homelander đến kể lể chia sẻ các thứ và giải quyết nhu cầu sinh lý, đúng là có nhờ cậy đấy nhưng mà là cậy đu. Sau đó thì Homelander đến chỗ bút chờ để đòi mang cu Ryan về nhưng mà đòi không được thì hai người ngồi xuống tâm sự. Homelander đã quá chán cái cảnh phải nhịn nhục mọi thứ, muốn chơi khô máu với bút chờ chơi thì cũng muốn như thế Tại vì lúc nào cũng muốn giết thằng NTR vợ mình Chưa kể lúc này anh cũng có thể có khả năng của súp Nên là chả có lý do gì mà phải ngại va chạm với Homelander cả Trong lúc này thì Huey vô tình nhìn thấy tên Tony đang đuổi theo bà chị Newman của mình Anh đi theo và phát hiện ra hai người có quen biết nhau Tony nói về một thứ gì đó có tên là Red River Tức là sông Hồng đấy Anh muốn Newman dùng sức mạnh truyền thông của mình để phanh phui vụ này ra Nhưng mà Newman không chịu Hai người lao vào nhau và tất nhiên là Tony ra đi Chứng kiến mọi việc thì Huey đã biết chắc là Người làm nổ đầu cả quốc hội lúc trước đó chính là bà chị của mình tập tiếp theo bắt đầu với ngày sinh nhật của Homelander và người đầu tiên hắn muốn nghe lời chúc là cái gốc cây Stormfront nhưng mà Stormfront thì còn đang mải cắm rễ vào cái giường bệnh nên là Homelander ngậm ngùi rời đi Hughie thì sau khi chứng kiến Newman giết người đã về kể cho Starlight Starlight khuyên anh là đừng có cố tìm hiểu chuyện này một mình vì cô không muốn bạn trai của mình đón giao thừa sớm hoặc là một phần là lúc này cô vẫn đang bận tham gia chương trình thực tế với người yêu cũ Homelander thì cũng đến góp vui ngoài mặt thì anh anh em em nhưng mà thực chất là muốn làm bẽ mặt Starlight để nâng mình lên nhưng mà Starlight có kim bài miễn tử cực mạnh là Sten SG và rating của nhà đài. Khán giả bây giờ chỉ muốn xem Starlight như là xem anh trai vật ngàn trong gai thôi. Điều này tiếp tục khiến cục tức của Homelander ngày càng phình to. Nhóm The Boy thì cũng đã có vài bước tiến trong việc là tìm kiếm thông tin về Soldier Boy. Bắt đầu bằng việc là Chờ lấy được thông tin quan trọng từ Mother's Mew. Mother's Mew thì có được những thông tin này vì Soldier Boy là người đã giết cả gia đình anh và anh vẫn luôn tìm hiểu về hắn bấy lâu nay. Butcher cũng phải rời đi ngay tại vì Mother's Mew nói là không còn muốn dính dáng gì đến bọn súp nữa. Ngoài mặt thế thôi chứ bố này vẫn tìm đến chỗ vợ cũ và được khuyên là thôi trở lại với bản chất năm xưa đi chứ không cần phải cố gắng trở thành bất kỳ ai khác cả. Trong khi đó thì Kimiko và Franchi được giao đi tìm Crimson Countess một người đồng đội cũ của Soldier Boy để hỏi chuyện nhưng mà lại để sổng mất và làm chết một người dân vô tội. Butcher thì cũng đi tìm Gunpowder để tra hỏi nhưng mà Gunpowder là thuốc súng chứ không phải là bánh để mà Butcher ăn. Butcher bị thương và phải bỏ trốn và cuối cùng là Hughie quyết định là không để cảm xúc chị em chi phối lên đường đi tìm hiểu về nguồn gốc của bà chị Newman tại một trại trẻ tên là sông Hồng. Ở đây thì anh này phát hiện được hai điều. Một là Newman có quan hệ thân thiết với Stan Edgar Hai là anh là một chú bé thiểu năng Khi mà bấy lâu nay người giúp anh chống vót lại chính là người của vót cài vào Huey đem chuyện này kể cho Butcher Người lúc này đã nhụt chí khá nhiều Nhưng mà sau khi nghe thông tin của Huey thì Butcher lại quyết định tiếp tục sống chết với bọn súp nhiều hơn nữa Là một liều V24 để có siêu sức mạnh Với sức mạnh có được thì Gunpowder bị Butcher đánh cho như con Và buộc phải tiết lộ cái chết của Soldier Boy có liên quan đến CIA Cụ thể hơn là đại tá Mallory và thế là chúng ta có tận hai chú bé thiểu năng trong The Boys. ở một diễn biến khác thì Homelander đang làm nhiệm vụ cứu người thì hay tin là cái cây ưa thích của mình đã chết, à, tức là Stormfront chết rồi đấy. mấy hôm nay tâm trạng đã không tốt nên lại còn bị một khán giả dùng cái chết của Stormfront để chọc tức, thế là Homelander nổi điên, đứng trước ống kính truyền hình nói là bố mày sẽ không làm con rối của ai nữa, tao sẽ quyết định mọi thứ, tao mới là siêu anh hùng, các thứ, các thứ. khán giả sốc, Edgar sốc, Starlight cũng sốc, và chúng ta có cái meme uh, Rondo. Uh, tua lại 17 năm trước thì lúc mẹ Starlight ép buộc cô dùng sức mạnh để làm cho con bò cảm giác vô cùng phẫn nộ nhưng mà vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ và cảm giác đó bây giờ tiếp tục quay trở lại Homelander sau bài phát biểu của mình thì bỗng được mọi người ủng hộ rating tăng khủng khiếp như là hai ngày một đêm đặc biệt là rating khi gặp với Starlight điều này làm Homelander nảy ra những ý định xấu xa với Starlight trong đầu còn về The Boys thì cả nhóm cuối cùng đã tụ họp lại đầy đủ Huey nhờ Kimiko bẻ gãy tay mình để có thể xin nghỉ việc mà không bị Newman nghi ngờ sau đó thì cả nhóm đến tìm đại tá Mallory để nghe bà kể lại chuyện năm xưa Vào năm 83 khi mà quân đội thiếu tiền mua vũ khí thì họ đã quyết định tuồn ma túy vào Hoa Kỳ để kiếm thêm thu nhập Nhưng mà vô học cái là lại chỉ tuồn vào khu của người da màu khiến các khu này trở nên vô cùng hỗn loạn Sau một thời gian khi đã có đủ tài nguyên và đội của Mallory chuẩn bị cho cuộc tấn công Thì từ đâu xuất hiện một nhóm tên là Payback cầm đầu bởi Soldier Boy Vót vào chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định sẽ cho Soup tham gia vào các hoạt động chiến tranh Và người dẫn đoàn của họ không ai khác chính là Stan Edgar Ông này có cuộc nói chuyện với Black Noir, một siêu anh hùng da màu luôn muốn thể hiện bản thân nhưng mà luôn phải đeo mặt nạ tại vì vào những cái năm này thì chưa có instagram grill nên là người da màu không thuộc về nơi nào khác ngoài đáy xã hội mallory thì tỏ vẻ khinh bọn siêu nhân ra mặt và soldier boy thì cũng không phải là ngoại lệ nhưng mà chuyện đáng hay thì bút lại xin ra ngoài tại vì hợp chất v 24 đã có tác dụng phụ lên anh cậu nhóc Brian là người nhận ra điều đó trong lúc đó thì Hughie cũng tranh thủ gọi cho starlight cô này đã không còn tiếng nói trong the seven tại vì homelander đã tự quyết định mọi thứ không thèm kiêng nể ai kể cả stan edgar tự ý cho giờ Deep quay lại này chọn super làm thành viên tiếp theo và bảo ra lại cứ phát cái đoạn video trên máy bay thoải mái đi. Ờ, nhận thấy là để người yêu cạnh thằng tâm thần lâu quá thì hơi dở nên là Huey đã sốt sáng thúc đẩy vụ Soldier Boy để tìm vũ khí. Trong lúc đó thì Starlight sẽ câu giờ của Homelander. Butcher quay lại và Mallory tiếp tục kể chuyện. Bình thường thì trong nhóm nào cũng có một con báo và Payback cũng không phải là ngoại lệ. Có đứa làm vị trí của đội Mallory bị lộ và sau trận chiến đội của Mallory bị mất 116 người. Soldier Boy thì bị giết hoặc là bị bắt không ai rõ cả và bọn Vot thì lại không bị truy cứu gì cả. Điều này gây ra sự căm thù của Mallory với Vot nhưng mà Butcher chờ chả quan tâm điều bố này quan tâm duy nhất là Mallory biết thứ có thể giết Homelander nhưng mà lại giấu giếm bấy lâu nay như một thói quen thì khi mà có một thứ không đi theo kế hoạch thì phải có một đứa bị blame và ở đây người ta lại blame Ryan thế là Ryan buồn trong lúc đấy thì Frenchy không đi cùng nhóm tại vì đang có một cuộc gặp gỡ với người tình cũ Cherish cô này đang vướng phải một rắc rối với tiểu Nina một bà chùm buôn ma túy người Nga và điều này lại vô cùng hợp lý tại vì bọn người Nga tình cờ lại có thông tin về thứ vũ khí tiêu diệt được Soldier Boy. Quay trở lại với The Seven, Starlight cố gắng khuyên tình cũ Super Sonic rời đi tại vì Homelander là một tên vô cùng nguy hiểm. Sau một thời gian suy nghĩ thì Super Sonic quyết định sẽ ở lại và trợ giúp cho Starlight. Giờ Deep sau khi trở lại The Seven thì cũng không vui vẻ gì, bị Homelander hành cho ra bã, phải sống hèn đúng như cái tên của mình luôn, còn bị Homelander bắt ăn một con bạch tuộc aka người bạn của mình. Một thành viên khác của The Seven là A-Train thì cũng đang gặp nhiều vấn đề khi mà chỉ được cái mát ở trong The Seven thôi Sức mạnh thì không có, tiếng nói thì cũng không Cả những gì còn lại chỉ là cái bụng bia Tại vì nó quá nhiều frisky. Cùng lúc đó trở lại trụ sở vót Thì buổi ghi hình cuối cùng của American Heroes được diễn ra Và Homelander tuyên bố Starlight là bạn gái của mình Cưỡng hôn Starlight Starlight tức lắm nhưng mà tức để đấy thôi Chứ có làm được cái gì đâu Tại vì đã không còn ai chống lưng cho cô nữa cả Về nhóm The Boys thì Huey đã biết Butcher tiêm hợp chất V24 Và biết luôn chuyện Butcher đã tự tay đặt ngày dỗ cho Gunpowder Butcher bảo Hughie cầm Hughie sợ quá cũng phải câm. Anh tâm sự với Starlight và nghĩ là mình sắp bị NTR. Starlight thì chấn an anh nhà rồi tiếp tục với kế hoạch tiêu diệt Homelander nhưng mà Homelander đột ngột xuất hiện để đón Starlight đi quay quảng cáo. Sau anh cạnh khóe đã đều mấy câu làm Huey cáu nhưng mà Huey làm gì được nhớ nó đánh như một phát chắc phải bay qua năm tòa nhà. Starlight thì cũng cáu không đe dọa Homelander <laughs> bằng cái điểm thi trung học phổ thông quốc gia. <laughs> nhưng mà đến cái tầm này rồi thì Homelander lách sợ thấy rằng homelander điên lắm rồi nên là starlight đến gặp mây để tìm sự giúp đỡ và hỏi chuyện về sâu boy và thứ vũ khí hạ được homelander mây bảo là trứng và đòi khuôn hơn vịt à, cái kế hoạch đấy là của tao chứ của ai mây thì không hề án đinh bất động vẫn đang rình rập chờ thời cơ để cắn trộm homelander một phát rồi sủi đi vĩnh viễn mà không bao giờ quay lại starlight thấy có thêm mây thì đội hình vẫn chưa cân nên là đi tìm supersonic và đề nghị anh gia nhập đội bóng của mình supersonic đồng ý ngay khẳng định luôn là mình là một giờ liêm trong buổi họp bộ bảy thì a chuyên đề nghị là xử lý một tay siêu nhân phân biệt chủng tộc có tên là blue hawk starlight nghe thì thì ủng hộ nhưng mà homelander thì dí nhưng mà là dí tầm quan buôi giờ deep thì cũng dí tầm quan buôi tại vì là một kẻ bỡ đít full time của homelander thế là ây chuyên cáu với giờ hai thằng la vào đánh nhau và Homelander xuất hiện giờ deep có bảo kê thì càng hung hăng hơn không quên nhắc là a train giờ chỉ là một thằng béo hết thời a train cay supersonic xuất hiện supersonic bơm đều a truyền càng cay supersonic thấy a train có vẻ legit nên là gạ anh tham gia quân phản loạn nhưng mà supersonic ngu lắm thằng trang này lúc này vẫn chưa liêm đâu phải chờ đến mùa 4 cơ trong lúc đó thì bút chờ cùng với thằng bạn franchi đã đến gặp tiểu nina khi mà tìm hiểu thông tin về đám người nga thì nhóm the boys có liên hệ với tiểu nina một người khá máu mặt trong giới giang hồ của mấy anh nga ngố thế là nhóm the boy đánh đến putin xin để tìm thông tin về Soldier Boy. Butcher báo tiểu Nuna là đã moi được thông tin về phòng thí nghiệm, nhưng mà bọn Huey muốn biết thì phải giết một thằng chùm cho ả. À. có một anh hề tốt tính nào đó đã bảo rằng nếu mà giỏi làm việc gì thì đừng bao giờ làm nó miễn phí và giờ Boy phải giúp ả à nếu mà muốn có thông tin nhiều hơn. Nhưng mà cả Frenchy và Kimiko đều không nghe. Bút Butcher bảo là nghe đi. Thế là hai người lại nghe Kimiko giả làm gái và được sắp xếp đến nhà tay chùm Nhanh chóng gặp được mục tiêu Và lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta chứng kiến một người giết người khác bằng điêu đô theo đúng nghĩa đen Nhiệm vụ được hoàn thành và họ được cấp cho thông tin về phòng thí nghiệm Nhưng mà Kimiko thì bất mãn với bút chờ lắm rồi Không muốn phải đi giết thuê nữa Kimiko gạ Frenchy bỏ trốn Nhưng mà Frenchy bảo là cái, cái nhóm này có phải là lớp học chuyên hóa lúc 6 giờ tối đâu Thích tình nghỉ sao mà phải trốn Thế là Kimiko lại vui Trong khi đó thì bút chờ ngáo lắm rồi V24 càng ngày càng hại mình Và cảnh này thì tình cờ bị Huey nhìn thấy ấy, trong phê phê nên là Huy đòi xin một chích nhưng mà bút chờ không cho một lần sao mà nghĩ được đưa đây không được nghĩa lắm thế là bút chờ tiêm thêm vi vào bản thân để đề phòng bất chắc sau đó thì cả lũ tới phòng thí nghiệm mà Nina chỉ điểm dễ dàng tắt nguồn điện hạ một tay lính đột nhập vào bên trong lính nga ập vào The Boys thì cũng đã có chuẩn bị nhưng mà là chuẩn bị niệm tại vì súng hết đạn một con chuột lao ra và tệ hơn thì đấy là con chuột siêu nhân nhưng mà bút trời cũng thế bút trời tự mình xử hết đám lính nhưng mà sót lại một tên huy thì từ đâu học được cái chiêu tốc biến đục một lỗ trên người tên còn lại hóa ra là huy cũng đã lén dùng v 24 điều này khiến nhóm không vui nhưng mà mục tiêu của họ đã tạm thời thành công hôm đời sau quả mạnh mồm trên sóng truyền hình với starlight thì bật luôn cả stan sg trong chương trình phỏng vấn stan sg thì không vui tại vì bị Homelander chọc ngoáy Thế là SG tìm đến Newman Bảo cô nhắc cho Homelander ai là bố của hắn Thế là Newman lên truyền thông tấn công Homelander Tố cáo hắn bằng một vài tội danh anh. homelander đã biết chuyện này và cũng biết luôn là sg cắn trộm sg thì đang hí hửng là sắp dí được homelander thì newman đột nhiên tố cáo ngược sg về tội tham nhũng Đói đời cha ăn mặn đời con ăn thêm nước mắm quả twist này thì khiến sg lú hết cả đầu và chức vụ cầm quyền mới của Vought được giao cho Homelander nhưng mà ông già sg thì vẫn khá là bình tĩnh tại vì biết là Homelander lên nắm quyền thì chả mấy mà loạn Khéo ra mà hôm nữa là người Trung Quốc sản xuất vi hàng loạt mà không biết chừng nhưng mà Homelander thì không tuồn vi cho người Trung Quốc mà lại tuồn cho Newman coi như là phần thưởng sau vụ lật đổ Stan Edgar Newman thì thật ra là cũng có nỗi khổ riêng có một cô con gái ngộ nhỡ động vào Homelander nó xiên cho cả hai mẹ con thì khổ để đỡ sợ thì Newman đành phải kiếm vài liều thuốc vi hàng xịn từ chỗ Homelander rồi là một mũi cho đứa con gái biến nó thành súp chả may có bị đánh thì còn có cái để mà chống trả Homelander thì sau khi đến nhà Newman thì đi đú với Starlight để tăng rating lôi cô lên tầng thượng bảo là có một món quà nho nhỏ và món quà đó chính là Super Sonic, nhưng mà được tính bằng cân A-Train đã chim lợn mọi thứ cho Homelander nhưng mà có vẻ là chỉ mới Super Sonic bị lộ thôi còn May thì chưa trong lúc đó thì nhóm The Boys đã mở buồng đông lạnh ra và tìm được Soldier Boy Captain America đấy Butcher đánh thức bố này dậy thì Mother's Mew thấy Soldier Boy thì sôi máu Soldier Boy thì không phải dạng vừa bắn một chùm năng lượng từ ngực thổi Kimiko bay đi một đoạn Butcher chưa kịp reaction gì thì đã bỏ đi mất Kimiko thì nằm quằn quại dưới đất và mất luôn cả siêu năng lực cả nhóm nhanh chóng đưa Kimiko về chữa trị trong khi thì Hughie bắt đầu có dấu hiệu phê đồ khi mà sử dụng V24 phi vụ Soldier Boy tạm thời đổ bể Mother's Mew thì ngồi bần thần xem lại tư liệu về thí nghiệm của Soldier Boy tại sao bọn nga lại nhét một nghìn một hóa chất vào người Soldier Boy mà thằng này vẫn không thể chết. chờ xuất hiện nhưng mà Mother's dỗ tại vì Butcher đã sử dụng sức mạnh của súp đi ngược lại với tinh thần của nhóm nên là quyết định nghỉ chơi với Butcher. Huey thì cũng đang sống dở chết dở với em Huệ do tác dụng phụ của V24. Anh trở về nhà và hay tin là người anh em Panasonic đã không thể NTR mình được nữa. Vừa buồn vừa vui khi mất một giờ liêm trong đội, anh kể cho Starlight về việc mình đã sử dụng hợp chất vi. Cô vội khuyên là bỏ chất kích thích đi mà làm người. Butcher sau đó có cuộc gặp mặt với Queen Maeve để xin cô thêm vài liều V24. Công cuộc chống Homelander của hai người thì cũng đang gặp khó khăn tại vì Homelander đang được thả xích. Cái đoạn băng trên máy bay còn không dọa được bố này thì chắc là thằng cu Ryan phải ăn thêm mấy xào ruộng nữa để mới cân nổi người nhà đất hy vọng cuối cùng đành dồn vào Soldier Boy Francie thì cũng đang cố gắng đi cứu Kimiko bằng cách nhờ bà chị người nga là Nina nhưng mà do vụ việc của The Boy tập trước ảnh hưởng đến bà chị quá nên là Nina dí kpi cho Francie để trả nợ Kimiko cũng đã tỉnh lại và họ nhận ra là tiên năng lượng của Soldier Boy có khả năng làm bay màu năng lực của đối phương Mother Smeal cũng tranh thủ về thăm con gái nhưng mà khi xem tin tức về một vụ nổ kỳ lạ trên phố thì, thì anh biết chắc đấy là Soldier Boy nên là lên đường đến hiện trường Vì Thế Homelander lúc này thì đã trở thành chủ tịch của Vox và dự tính tái cơ cấu bộ máy công ty bắt đầu từ việc cho thằng bưng bô top 1 của mình là The Deep lên làm trưởng phòng phân tích tội ác trước sự hào hứng của tất cả nhân viên và khi tôi nói thế thì tức là có mỗi vợ của The Deep thôi. Đang yên đang lành thì tự nhiên tin tức Soldier Boy bắn pháo hoa ngoài đường chiếm sóng. Homelander xem được thì có vẻ là không sợ lắm hoặc là không quan tâm tại vì Homelander không còn rảnh để lo mấy chuyện giúp đỡ người dân nữa mà phải dành hết cho thị trường chứng khoán và thuế máy công ty. Quá bất lực với cái thằng điên này, Starlight gọi cho Huey, người mà lúc này đang cùng bút chờ đến hiện trường vụ án. Huey nhờ Starlight tìm tung tích của Soldier Boy nhưng mà giờ Deep đã đuổi toàn bộ nhân viên, còn mỗi Mia Khalifa. Nên là cái việc này có đôi chút khó khăn. Nhóm ba người Huey, Butcher và Mantis gặp nhau tại hiện trường Mothers Mew tạm bỏ qua chuyện cũ và dẫn mọi người đến một chỗ ông già tên là Legend, cựu phó chủ tịch của Vought từ thời của Soldier Boy. Ông này confirm là Soldier Boy đã đến chỗ ông ta để lấy bộ đồ siêu anh hùng cũ và hỏi chỗ của Crimson Countess, Homelander thì vẫn bình chân như vậy. Tại vì một thằng khủng bố nổ nổ ất ơ nào đấy thì không phải là vấn đề với hắn. Cái hắn quan tâm bây giờ là Queen Maeve tại vì đã biết là Queen Maeve thông đồng với Butcher. Queen Maeve thì đã biết mình sắp niệm nên là đấu võ mồm với Homelander được tí nào hay tí đấy trước khi bị Black Noir đánh ngất. Starlight biết chuyện và đến hỏi Ashley về chuyện của Maeve. Ashley thì có hơi siêu lòng một chút nhưng mà do quá sợ Homelander nên lại đuổi Starlight ra ngoài. Nhóm The Boys thì cũng đang chuẩn bị lên đồ để đến chỗ Countess mặc cho Mother's Mew hết sức can ngăn thì Butcher và Huey vẫn tiếp tục sử dụng V24 tại vì tay không mà lao vào solo soldier Boy thì khác gì tự sát đâu. Thế là tất cả mọi người lại chuẩn bị đổ xô đến chỗ Countess và Countess làm gì để chống lại điều này? Ngồi strip chat với Seth Rogen để kiếm thêm. Chắc là làm siêu anh hùng bạc bẽo quá. Đang chuẩn bị lên đỉnh thì Butcher lao vào phá đám thông báo cho Countess về việc Soldier Boy đang đến đây. Countess giờ lòi ra là đã biết hết việc của Soldier Boy còn sống và đã bỏ mặc hắn thay vì giải cứu. Nhóm The Boys đã lợi dụng Cautis để dụ Soldier Boy. Starlight cũng đến để trợ giúp nhưng mà có vẻ sau khi bơm vi thì họ cũng không cần một cái bóng đen làm gì nữa. Và hơn nữa là Butcher và Huey đã dự tính là sẽ hợp tác với Soldier Boy để có thể giết Homelander và cái giá của sự tin tưởng là mạng của Cautis. Để tránh Mothers Mule không đồng ý và làm loạn thì Butcher đã đánh thuốc mê bố này. Còn Starlight đương nhiên là cũng không đồng tình nhưng mà Huey không muốn núp váy người yêu nữa nên là quyết tâm theo Butcher chơi vi vào để kháng cao anh ấy muốn khô máu với homelander để có thể bảo vệ starlight cũng như là bản thân rời đi cùng soldier boy và để lại starlight ở đấy một câu chuyện bên lề với A-Train là nhờ chim lợn về homelander về panasonic tập trước nên là bây giờ cũng có tí quyền lực tuy sống bẩn nhưng mà vẫn nghĩ đến cộng đồng da màu của mình và đã bắt blue hawk cái tên siêu anh hùng brexit kia phải xin lỗi chỉ có điều là cái buổi xin lỗi trở nên bất ổn tại vì blue hawk rất ghét người da màu A-Train thì như cái động cơ hỏng xích nên là cũng không làm được gì blue hawk chỉ biết lặng lẽ nhìn anh trai mình bị chấn thương rồi nhìn blue hawk trên tv với đầy căm hận trong mắt và Homelander làm gì khi biết Soldier Boy đã quay trở lại khá là sợ đấy nhưng mà không phải là sợ Soldier Boy mà là sợ danh tiếng công ty sẽ bị ảnh hưởng tại vì thằng Soldier Boy này là gốt của vót một thời mà nó với cho nổ một tòa nhà giữa thành phố để sửa chữa cái việc này thì Homelander sẽ tìm và giết Soldier Boy còn hai con mẹ vô dụng này thì bưng biết chuyện cho nó cẩn thận người và anh em Black Noir uy tín thì cũng được Homelander tin tưởng và đáp lại sự tin tưởng này thì Black Noir quyết định tháo con chip định vị trong cơ thể ra có nghĩa là bố này sủi tại vì bố này là đồng đội cũ của Soldier Boy Crimson Cautis niệm thì Noah khả năng cao cũng sẽ là người tiếp theo. Ngược lại thì nhóm ba anh em khá là chiêu. Việc đầu tiên là phải làm rõ mục đích tại vì Soldier Boy không hề biết Homelander là thằng nào. Nó là cái thằng đâm chà chém chú bóc vú chị dâu vào đầu em nhỏ. Ê, anh ngại khá tốt đấy chứ. Mày giết nó đi rồi tao sẽ tìm thằng đồng đội cũ cho mày. Nhưng mà tao chỉ tìm thôi nhá, Còn mày phải tự giết. Nghe như mày không giúp gì ấy nhỉ? Trong lúc đấy thì Kimiko và Frenchy of Service, hai đồng minh là Panasonic thì đã đầu thai còn May thì cũng bước nửa chân lên bát hương rồi còn lại mỗi Mother's Mule và Starlight. Cũng may là hai người đoán được mục tiêu tiếp theo của Soldier Boy chính là cặp đôi TNT thành viên trong nhóm payback Rồi deep cũng phát hiện ra điều này nên lập tức đến bơm cho homelander và được hắn ra lệnh là đến đấy thám thính trước còn homelander thì về phòng nói chuyện với nhân cách khác trong gương sau khi được homelander xấu bơm để cho vài câu vào đầu thì nhân cách tốt của homelander tự tin hẳn quyết định chơi khô máu với sâu boy luôn nhưng mà trước hết là phải đi thóc sâu đã tại vì có một khách mời vô cùng bất ngờ là chị gái bán bảo ngô newman sau buổi nói chuyện thì newman hẹn riêng starlight ra nói chuyện chị gái newman thì biết việc bán bảo ngô của mình đã bị lộ nhưng mà không vì điều đấy mà làm hại Huey và starlight ngược lại là đưa ra đề nghị hợp Tác, mượn cái nick insta 200 triệu follow của starlight để kiếm phim cho chị còn chị sẽ làm tăng cơ cho starlight trước homelanders kéo này thì cũng khá thơm ấy nhưng mà nghỉ chơi với một thằng bị khùng để kết bạn với một đứa bị điên thì hơi khó nên là starlight thì cũng đành thôi nhưng mà newman cho starlight chảy ít máu mũi để cảnh báo starlight thì có sợ nhưng mà tạm thời phải lo vụ tnt đã và vụ này thì cũng rất nên xem khi mà ăn cơm nhóm ba anh em cũng đã đến nơi hughie vào trước thám thính và đoán xem anh này sẽ gặp ai nào Đấy là A-Train Nhưng mà A-Train bỏ qua Huey Tại vì đang bận tìm Blue Hawk để trả thù cho anh trai Huey không cho A-Train đi Bắt A-Train xin lỗi vụ nghĩa cũ Robin ngày xưa A-Train thì đang vội nhưng mà cũng có vẻ có thành ý Xin lỗi Huey ngay và luôn Huey không ngờ lại dễ thế Và đánh A-Train một phát cảnh cáo Nhưng mà Starlight xuất hiện ngăn cản lại và đôi trẻ này bắt đầu khuyên bảo nhau thôi anh về đi hôm đang tới và thế là ai về cả hai cùng về dịch chuyển cả hai ra xa để bảo vệ cho starlight nhưng mà starlight cáu huey cũng cáu và thế là đôi trẻ giận nhau soldier boy thì đã vào trong và chạm mặt Mother's smil Mother's smil gặp kẻ đã giết gia đình mình thì nóng máu hẳn nhưng mà bro ông định chơi thật đẹp à may mà có bút chờ đến giải vây không thì mother smil đã có chung số phận với gia đình rồi và Mother's smil trả ơn cứu mạng bằng cách là phang bút chờ tại vì bút chờ quá ích kỷ được trả thù cho bản thân còn mother smil thì không được trả thù soldier boy thì đã tìm tìm được cặp song sinh và không cần nói nhiều kẻ một đường duy nhất xác chết la liệt mọi người cắm đầu chạy blue hawk thì chạy vào vòng tay của a chuyên a chuyên bắt hắn trả giá cho việc làm anh trai mình bị thương nhưng mà cũng lên cơn đau tim rồi khuỵ xuống tiệc thì tưởng chừng đã tàn thì homelander xuất hiện homelander nghĩ bút chờ đã phá keo solo đã hứa với mình nên là bắn laser butcher và la dài bút chờ và lao vào một một với rồi boy mother's Mill thì định góp vui đấy nhưng mà bro ông định cầm súng bắn lại may mà có starlight cản lại kéo solo 1-1 thì có vẻ là khá là khó cho Soldier Boy nhưng mà bút chờ đã trở lại và hai người bắn laser nhau như trong phim Man of Steel. Soldier Boy kéo Homelander xuống đấm, Huey dịch chuyển tới, 3 đánh 1 thì không tê cũng liệt. Homelander đứng trước nguy cơ là về vườn với Stormfront nhưng mà Hồng Cơ Đít hít cơ mông bay vụt lên trời. Phi vụ giết Homelander thất bại nhưng mà cũng chưa hoàn toàn là thất bại cho The Boys. Star đã quyết định live stream công bố toàn bộ sự thật dơ bẩn của Vought và Homelander, đồng nghĩa với việc đã chính thức chống lại Homelander. Về Kimiko thì từ lúc mất sức mạnh đến bây giờ vẫn luôn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng mà đời không như là mơ. Bà chị Nina bắt Kimiko và Franchi cũng chuẩn bị lên thớt, bắt phải lựa chọn giữa Kimiko và Cherry. Nhưng mà Kimiko vẫn rất kinh nghiệm, năng lực đã yếu đi nhưng mà vẫn đủ để giữ mạng ba đứa sống sót và họ trở về nhà trong tâm trạng rối bời. Người ta bảo là hạnh phúc chỉ có trong phim, nhưng mà phim này thì không có hạnh phúc. Show The Boy tiếp tục đi giết những người đồng đội cũ và do Black Noir đã bật vô âm tín nên người tiếp theo lên thớt là My Storm, một súp có khả năng thao túng tâm trí bằng cách nhìn vào mắt. Ở một chiến tuyến khác, cụ thể là mạng xã hội thì Starlight tiếp tục bóc phốt Vot và Homelander, nhưng mà Vot thì là công ty truyền thông số 1 thế giới rồi. Homelander cũng không phải tay vừa, nhờ khả năng nói không uốn lưỡi của mình đã xoay chuyển tình thế, biến Starlight thành kẻ xấu. Sau đó thì Homelander gặp mặt Newman và được bà chị khuyên là hãy chấp nhận sự thật đi, cái vụ trời Boy là có thật đấy. Homelander nghe thấy không bùi tay lắm tại vì lo ngại cho vị trí siêu anh hùng số 1 của mình nên đã áp chế Newman nhưng mà Newman có một kim bài miễn tử là địa chỉ nhà của cu Ryan và thế là gạ được Homelander lập liên minh trước đó thì Homelander cũng đã thăm khám Queen May trong tù cô này thì chưa chết hẳn tại vì còn giá trị lợi dụng với Homelander Homelander mời Queen May vào dự án phát triển phối giống của mình May vừa nghĩ đến việc là trứng của mình phải kết hợp với tinh trùng của Homelander thì thấy tệ lắm và hơn nữa thì cô cũng không thích con trai Hôm lên cay nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa giết mây được Còn mây thì mặt đăm chiêu suy nghĩ về việc gì đó Về nhóm Butcher thì công cuộc giết Mindstorm khá là khó nhằn thì Vì chưa kịp làm gì thì Butcher đã bị ao giao tranh Do bị Mindstorm quấy rối tâm trí Butcher bị đưa trở lại quá khứ đen tối của mình Ngày xưa thì bố này khá là hiền dịu nết na đấy Có một người em trai, người mà luôn sẵn sàng bảo vệ Dần dần thì cái sự dạy dỗ không đúng cách của ông bố Cộng thêm hàng trăm trận đòn roi đã đá văng nhân cách hiền dịu của Chờ ra ngoài chỉ còn lại một tên máu lạnh bạo lực với tất cả mọi người. Cho đến một ngày thì bút chờ muốn pha ngược lại ông bố lắm rồi nhưng mà làm thế thì đi tù mất nên là đã bỏ đi để lại thằng em yếu ớt cho ông bố bạo lực đồng nghĩa với việc là thằng em sẽ phải x 2 chống chịu mà sống như một tanh cờ thì tha chết còn hơn và đó chính là cái điều mà bút chờ vẫn hối hận cho đến ngày hôm nay sau khi tỉnh dậy và gặp Huey và Mindstorm thì Mindstorm đã hóa giải năng lực của mình trên người bút chờ lý do có cảnh này xảy ra là vì Huey kệ mẹ những điều Soldier Boy muốn để nhờ Mindstorm cứu bút chờ nhưng mà Soldier Boy cũng nhanh chóng tìm ra và hóa kiếp cho Mindstorm phi vụ hoàn thành nhưng mà mối liên kết giữa hai bên đã dạn nứt Kimiko và Frenchy cũng quay trở lại nhóm và Franchi đã ngay lập tức phát huy tác dụng của mình chứ không như Mother's The cầm lục solo hay thằng súp chống đạn. Franchi khi mà xem qua những đoạn video về Soldier Boy ở Nga thì đã phát hiện ra một loại hơi nước có thể làm Soldier Boy nằm im như công chúa ngủ trong rừng. Nếu mà có cái này trong tay thì có thể ăn được bố này. Gimiko thì cũng đang hồi phục dần dần nhưng mà do thanh HP hơi dày nên là hồi hơi lâu. Vì cô muốn quá trình này nhanh hơn nên đã nhờ Starlight đến vót cũng cho mình một ít hợp chất vi vĩnh cửu để chính thức lấy lại sức mạnh. Starlight thì không ngần ngại quay lại vót để hack đồ. Cô này không sợ chết tại vì trong tay đang có vũ khí mạnh nhất để chống lại Homelander là cái tài khoản Instagram 200 triệu follow nên là trên livestream thì có thách Homelander cũng không dám làm gì. Sau khi vào trong phòng thí nghiệm thì Starlight phát hiện ra việc dùng vi tạm thời sẽ khiến người dùng bị thiểu năng, dùng nhiều hơn thì sẽ chết như một thằng thiểu năng. Cô gọi điện cảnh báo cho Butcher nhưng mà anh này lại nói dối với Hughie về tác hại của việc chơi đồ và suối Hughie là tiếp tục tiêm tiếp nhưng mà đó vẫn chưa phải là trở ngại lớn nhất của The Boys khi mà Soldier Boy liên hệ với Homelander và thừa nhận mối quan hệ cha con giữa hai người. Để rõ hơn việc này thì ta quay trở lại với Black Noir. Cái hồi ngày xưa mà lúc còn trong payback ấy, thì Soldier Boy là thằng mất dạy, thích bắt nạt mọi người và tạo nên một sự thống trị bằng bạo lực trong payback. Điều này dấy lên hiềm khích của toàn bộ thành viên, trong đó thì Black Noir là thằng cay nhất tại vì lúc nào cũng bị Soldier Boy đổ vào đầu. Cho đến khi Stan Edgar đề xuất xử lý Soldier Boy thì Black Noir không thể không đồng ý. Và giờ khi mà Soldier Boy đã quay trở lại thì Black Noir không thể trốn chạy mãi mãi, phải đứng lên để kết thúc những việc mình đã bắt đầu. Một nhân vật khác là A chuyên cũng đã quay trở lại sau cái pha chạy không số lùi ở tập trước thì không chết mà các bác sĩ đã thay tim của Blue Hawk cho A và từ giờ anh là một thằng da đen với trái tim phân biệt chủng tộc. Ở tập cuối cùng thì Homelander từ vị trí do Newman cung cấp đã tìm được đến nhà của Ryan. Sau một hồi mồi chài ngoan thì cho kẹo hư thì vẹo thì đã thuyết phục được cậu bé. Tại trụ sở Vought lúc này thì hai luồng biểu tình bắt đầu xảy ra. Một bên ủng hộ Starlight chống lại Vought, một bên ủng hộ Homelander chống lại Starlight. Không phải nói thì cũng biết là bên nào có laser thì mạnh hơn. Nhưng mà Ashley và The Deep bên trong thấy hoảng quá đã lén đưa mây ra ngoài mà không hỏi ý kiến của Homelander. Khi vừa ra ngoài tà tháp thì mây chạy thoát một cách dễ dàng. Homelander gọi hai người đến hỏi tội. May mắn là có Black Noir trở về nên là Ashley và giờ Deep thoát. Homelander rất là mừng tại vì đang trong giai đoạn khó khăn mà có anh em chí cốt Black Noir ở bên. Sau một hồi tâm sự thì Homelander nhận ra Black Noir đã biết anh là con trai của Soldier Boy từ trước nhưng mà ở bên cạnh nhau bao lâu nay mà không nói gì. Thế là Homelander dù rất quý Black Noir đấy nhưng mà vẫn phải xin một khúc ruột vì dám dối trá bấy lâu nay. Bây giờ thì đội hình chiến đấu của The Seven còn đúng Homelander. Giờ Deep thì vừa bần vừa hèn, Ashley thì hói, còn Adrian thì đã bị anh trai thông não và không còn muốn nhúng chàm nữa. Tình hình trong nhóm The Boy thì cũng không khá khẩm hơn khi mà tiếp tục chia làm hai phe, một phe là Butcher, Soldier Boy và Maeve với mục tiêu tối thượng là giết Homelander. Nhóm còn lại thì không tin tưởng Soldier Boy và không muốn bố này thổi bay một tòa nhà và sát hại nhiều người dân vô tội. Butcher thì lừa nhốt tất cả vào một cái căn phòng, sau đó thì cùng Soldier Boy và Maeve tiến đến tháp vót. Nhưng mà chắc là Butcher quên là một người mai nhốt thì có một đứa là Wolverine, đứa còn lại thì là một cái bóng đen. Nhóm The boy dễ dàng thoát ra và lập ra một kế hoạch. Annie, Huey và Mother Smil sẽ đến tháp vót tham chiến, còn Kimiko và Frenchy sẽ đến phòng thí nghiệm để chế một loại chất độc thần kinh để khắc chế Soldier Boy. Trong lúc đó tại tháp Pot, Soldier Boy, Butcher và Maeve đã chạm chán Homelander. Bố, con, hay là bố về đội con đi. Ừ, tao là bố mày nhưng mà tao không dạy mày để trở thành một idol TikTok. Thế là không nói nhiều, Soldier Boy, Butcher và Mây giữ Homelander lại, chờ thời gian cho Soldier Boy luyện trưởng. Ryan đứng ngay cạnh đấy bắn laser vào Soldier Boy để bảo vệ Homelander. Soldier Boy điên lên húc cả thằng bé. Butcher đột nhiên bị ngáo đá, thay vì ăn game ngay tại season 3 thì đột nhiên quay xe sang dã Soldier Boy. Ơ, chó ấy, nó là con vợ tao. Bro, vợ mày bị Homelander phang ấy. Và mày để cho nó sống tao hứa với cô ấy rồi mày hứa với người đã chết và quyết tâm thực hiện lời hứa đấy à mày là ai đấy nobita à? Bút chờ không nói nữa, chỉ đấm Nhưng mà đối đầu với anh là tanh cơ số 1 của vũ trụ The Boy Bút chờ nhanh chóng bị thất thế May là có Starlight và Mother's Mew đến ứng cứu Tuy chỉ có tác dụng như một quả flash Nhưng mà Starlight vẫn cầm chân được Soldier Boy khá lâu trước khi Franchi mang thuốc độc đến Homelander cũng có một trận chiến với Maeve Và phần thắng dĩ nhiên là thuộc về Homelander Tại vì nữ quyền trong phim này thì vẫn chưa đủ mạnh để thắng bất kỳ ai Soldier Boy nhận thấy là mình sắp cút nên là đành phải luyện trưởng giết thừa còn hơn bỏ sót Maeve nhìn thấy Soldier Boy sắp cho nổ cả tòa nhà thì dòng máu anh hùng lại nổi lên lao vào ôm Soldier boy bay ra khỏi tòa nhà và nổ cái bùm Bro, thề tự dưng quả trận chiến vô nghĩa vãi trưởng mất bao nhiêu công trái được cái mẹ gì đã thế thằng cu ryan lại còn theo homelander Tức là đội the boys gần như là công cốc sau trận chiến đấy thì may được tổ quốc ghi công tại vì đã hy sinh anh dũng bảo vệ người dân nhưng mà thực ra là vẫn sống và mất hết sức mạnh ashley và mia khalifa thì là hai người duy nhất biết chuyện này và ashley đã quyết định xóa đoạn quay may để bảo vệ cô Butcher thì bị ung thư giai đoạn cuối do dùng quá nhiều với 24 còn Annie thì chính thức gia nhập The Boys và rời khỏi The Seven. Mọi chuyện thì tạm êm đẹp nhưng mà nhóm The Boys thì vẫn còn kẻ thù ở ngoài kia là Victoria Newman sau nhiều trâu trò thì đã leo lên được chức phó tổng thống và sắp tới sẽ gây rất nhiều ảnh hưởng đến bộ máy nhà nước. Về Homelander thì vụ Soldier Boy đã đưa danh tiếng của Homelander lên một tầm cao mới, trở thành vị thánh sấm của nước Mỹ, thậm chí là rất người công khai vẫn được ủng hộ, đúng không? Người Mỹ mà. Và liệu họ sẽ làm gì để giải quyết thì tất cả sẽ có trong mùa 4. Thế là mùa 4 chưa, chưa giải quyết được hết đâu nhưng mà chờ recap nhé. Tốt là vui vẻ, đừng quên đăng ký rồi reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.